Hi, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh chứng khoán 247 Stock, và em là Minh Tuấn sẽ cùng đồng hành cùng anh chị trong buổi nhận định thị trường ngày hôm nay. Thì sau 3 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 một năm thì hôm nay em cùng anh chị sẽ quay lại chuẩn bị bước sang tuần giao dịch mới. Thì thị trường đã có 3 phiên hồi phục. Anh chị thấy là thị trường đã có 3 phiên hồi phục liên tiếp sau một phiên giảm điểm mạnh ngày 26 tháng 4. Vốn hồi phục thì nó đoạn này khá lưỡng lự, đang tăng dần, quay trở lại, nhưng mà chưa xóa bỏ được cái cây giảm điểm ngày 26 tháng 4, cho thấy là dòng tiền quay lại thị trường vẫn đang khá là e dè, cẩn trọng. Tiếp theo là những cái phiên này, phiên giao dịch trước kỳ nghỉ, nên là dòng tiền vẫn còn đang rất là cẩn trọng, chưa muốn vào thị trường ngay. Vì họ sợ là khi mà kỳ nghỉ lễ thì anh chị biết là tin Covid đang ra khá là nhiều, thì khi mà bắt đầu chuẩn bị nghỉ lễ thì dòng tiền vào rất e dè hồi phục từng cây nến, biên độ rất nhỏ, hồi phục dần lên. Thường thì cái nến hồi phục này thường là do cuối phiên các quỹ giải ngân thì nó mua vào các cổ phiếu có ảnh hưởng đến chỉ số lớn thì kéo thị trường tăng vào cuối phiên. Thì cái phiên thứ năm vừa rồi, phiên trước kỳ nghỉ lễ, phiên của các quỹ ETF cơ cấu danh mục mới theo VN-Diamond và VN-50 nên tạo ra một sự biến động khá là bất ngờ trong phiên ATC. Thì khi mà đây, để em bật kỹ hơn, chặt 5 phút anh chị có thể theo dõi rõ hơn. Đây, anh chị có thể thấy. Khi đầu phiên đạo gap tăng hưng phấn, thị trường đây mở đầu phiên là một đạo gap tăng hưng phấn, nên sau đó có sự đi ngang, và sau đó đến phiên chiều thì có áp lực bán quay trở lại, xu hướng nó quay trở lại lấp gáp xong hồi phục lên nhẹ. Thì cái dạng này hồi phục lên xong tiếp tục bán xuống để kiểm định xem là cái hàng này còn muốn bán, áp lực bán nó còn mạnh không, nhưng mà dạng này giảm. Nhưng mà anh chị thấy là anh chị theo dõi âm phiên có thể thấy kỹ là khi mà giảm thì nó giảm rất từ từ, áp lực bán không ra quá mạnh làm thị trường bị hoảng loạn, và bán giảm điểm rất từ từ, sau đó có lực cầu hồi phục trở lại, xong nó quay lại test bán một lần nữa, test lại xem có lực còn lực bán nữa không, sau đó thì hồi phục. Và cuối phiên thì các quỹ cơ cấu và có quỹ giải ngân thêm nên là kéo chỉ số cao, đóng cửa cao nhất phiên. Thì phiên này anh chị có thể thấy là khá giống cái phiên trước, nó là phiên ngày thứ tư, thì cũng là đây, phiên trước nó đây cũng là một lực bán vào đầu phiên chiều, xong nó hồi phục lên, xong nó test bán kiểm định cái lực bán một lần nữa, sau đó thì hồi phục đóng cửa cũng cao gần nhất phiên phiên này. Thì thị trường tuần rồi thì anh chị có thể thấy là thị trường tuần vừa rồi vận động vẫn quanh biên 1.200 và 1.250, thì em sẽ bật nến tuần lên để anh chị thấy rõ hơn cái vận động của thị trường. Đây, vẫn trong cái vùng đi ngang này, nến tuần của VN-Index thì anh chị thấy là đóng nến vẫn trong biên sideways của 1.230, 1.250, tạo thành 4 tuần tích lũy và đang vận động khá giống vùng tích lũy này, và đang vận động khá cái giống cái vùng này, vùng mà nó trước tích lũy trước đó bắt đầu vượt, nó là vùng 1.150 đến 1.200. Thì ở đây thị trường có 5 tuần tích lũy, sau đó có một tuần gọi là phim tuần bùng nổ ấy, kéo cho chỉ số vượt đỉnh trong ngỡ ngàng, nói chung là nó tăng trong nghi ngờ. Thì đoạn này thị trường tiếp tục tạo một nền ngắn nữa, đang có 4 tuần tích lũy rồi. Và tuần tiếp theo là tuần thứ năm của thị trường. Thì sau 4 tuần tích lũy thì em vẫn bảo lưu quan điểm và kịch bản của thị trường vẫn hoạt động đi ngang quanh vùng 1.230, rộng hơn là 1.200 đến 1.250.
Sau đó mới vượt ở đỉnh dứt khoát, tiến đến vùng 1.300 như ở các video đầu tuần này thì em có nói là kịch bản của thị trường 2 tuần tiếp theo dễ vẫn sẽ đi ngang xuống đoạn dưới này. Tại vì anh chị biết là thị trường nó vận động ở quanh cái vùng này đây. 1.150 đến vùng này đây. Gần 2 tháng, sau đó vượt đỉnh. Test đỉnh lần thứ nhất đây. Nói chung là cái vùng lớn này. Đi ngang gần 2 tháng trời giống với thế giới thì mới vượt đỉnh này thì mặt tăng thì chưa được nổi. Từ 1.200 đến 1.000 cao nhất vùng này là 1.280. Nó rơi vào đâu đó tầm 5% thôi, hơn 5% một ít dư địa để nó, ví dụ người ta gom, ví dụ tạo lập người ta gom nhiều đây thì lên đến đây thì người ta cũng chưa thể thoát hàng ngay được. Mà nếu mà gom 2 tháng trời mà chỉ kéo tăng 5% thì bán để người ta có đạt cái lợi nhuận tiền lớn thì để cũng thoát hàng ngay nó cũng khó, nên là khả năng thị trường thì khả năng cao thì em đánh giá khó, chỉ quay lại test ở vùng 1.200 là hỗ trợ cứng hiện tại, chứ còn nói để sập gãy mà giảm tạo đỉnh luôn ở vùng này thì em đánh giá khá là khó. Tại vì anh thị thấy đây, phiên này thị trường bắt đầu lực bán giảm đi, test lại vùng 1.200 giúp chân, quay lại luôn cái vùng tích lũy này thì anh chị có thể theo dõi tuần này là tuần thứ năm. Nếu mà VN Index vẫn đi trong cái biên này thì anh chị biết là sau 3 ngày nghỉ lễ vừa rồi khá nhiều cái tin Covid ra thì có thể là nó sẽ gây hoang mang vào cái đầu phiên giao dịch ngày mai, thì có thể là áp lực bán qua lại test thẳng vùng 1.200 luôn, sau đó có những lực hồi phục trở lại thì nó sẽ giống cái cây nến này. Khi mà tiệm cận cái vùng kháng cự thì bắt đầu lại có áp lực chốt lời, bán xuống test xong lại rút chân lên vẫn trong cái vùng tích lũy này, sau đó gần như cái cây nến này như là rũ hết rồi, tất cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ đu bám ở những cái vùng này tích lũy, nghĩa là thị trường sẽ vượt đỉnh đấy, tại vì cây nến này đóng cửa tiệm cận vùng 1.200 mà. Thì rất nhiều là người sẽ suy nghĩ ở cây nến này là tuần sau thị trường vượt đỉnh, nhưng mà thị trường sẽ rũ một lần nữa, sau đó vượt đỉnh rất khoát, rất là thanh thoát. Anh chị thấy là cái giai đoạn thị trường vượt đỉnh ở cái vùng 1.200 này rất là nhẹ, gần như là anh chị sợ không dám tham gia thị trường. Và đoạn này cũng vậy, thị trường đang khá là nóng và nhạy cảm, nhiều tin ra khiến anh chị tâm lý khá là hoang mang. Dòng tiền anh chị thấy vào thị trường bắt đầu thanh khoản giảm dần này, bắt đầu thấy sự e dè, không còn là như hồi xưa nữa, bắt đầu anh chị bắt đầu thấy sợ, không dám tham gia mạnh tay nữa như ở các vùng như này. Đây, thanh khoản này chị ấy, tự nhiên thanh khoản tuần này giảm đột biến luôn. Tuần này thì cũng giao dịch ít hơn một phiên, nhưng mà anh chị thấy các phiên giao dịch thì thanh khoản cũng đã thấp hơn rất nhiều rồi, dù cho thị trường lệnh đã bớt lỗi, gần như hết lỗi rồi. Thì giao dịch từ đầu đến cuối phiên thì thanh khoản rất là yếu ớt, gần như là tâm lý vẫn còn đang khá là e ngại trước kỳ nghỉ lễ, vì sợ là trong kỳ nghỉ lễ này sẽ bùng rất nhiều tin dịch, nên là anh chị sẽ canh là sau kỳ nghỉ lễ mình mới tham gia, thường là tâm lý như vậy. Nên là giai đoạn này thì anh chị cũng có thể là tập trung vào các cổ phiếu mình đang nắm giữ, chứ không nên cần quá quan tâm đến chỉ số thị trường hiện tại, vì thị trường hiện tại dòng tiền vẫn tiếp tục phân hóa và tập trung vào các cổ phiếu có câu chuyện, có kết quả kinh doanh tốt, và cổ phiếu trong rổ VN30 thì đang được dòng tiền vào khá là mạnh vì các quỹ giải ngân ở đây khá là nhiều, như Fubon này, quỹ ETF thì đang cơ cấu cho vào thứ năm tuần vừa rồi. Thì ngày mai là bắt đầu phiên giao dịch của tuần mới, thì khá nhiều tin Covid ra vào tuần trước thì nhiều anh chị đang có tâm lý khá là hoang mang, thì không biết là ngày mai thị trường sẽ phản ứng như nào, nếu mình đang cầm cổ phiếu thì sẽ nên bán hay giữ, hay là nên cắt lỗ không, hay là có lời nên chốt không. Thì em sẽ thống kê lại cái lịch sử nhé. Thì anh chị biết là
Việt Nam đã trải qua 3 lần là Covid. Ba cái lần bắt đầu ra cái tin ấy, thì lần thứ nhất là cách ly xã hội cả nước là ngày 1 tháng 4. Thì sau đó thị trường cũng vượt đỉnh, tiếp tục điều chỉnh xong lại tiếp tục vượt đỉnh 1 tháng 4 rồi. Đây. Tận dưới này cơ. Đây. Đây 1 tháng 4 đây. Đấy. Đó, bắt đầu thị trường tạo đáy đây, bắt đầu cách ly toàn xã hội đấy. Đấy, thị trường bắt đầu tăng này. Đấy. Lần thứ hai là Đà Nẵng bùng dịch vào ngày 27 tháng 7. Đây là ngày này. Đấy, giảm này điều chỉnh sau đó lại đi ngang tiếp lại vượt đỉnh tiếp. Thì lần thứ ba là Hải Dương bùng dịch vào ngày 28 tháng 1. Đây, 28 tháng 1 đây. Cũng là tin Covid ra, sau đó thị trường lại quay lại vùng này, sau đó tiếp tục vượt đỉnh. Và bây giờ thì tin Covid ra thì nó, em đánh giá nó không ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường nữa, nó chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn là tạo tâm lý hoang mang của anh chị, nếu anh chị nào cầm hàng thì nó sẽ bị áp lực bán vào những cái ngắn hạn trong phiên thôi, chứ không ảnh hưởng quá nhiều ở các phiên tiếp theo. Thì thường thì ví dụ anh chị nào bắt đáy đây, đấy, mang là hàng ở đây về thì thanh khoản không quá lớn, thì anh chị nào thấy tin nguy ra thì mình có thể sợ mình bán luôn ở vùng này thì sẽ quá áp lực bán và test lại vùng quay lại, có thể là sẽ một nhịp rũ mạnh, nó sẽ không giảm mạnh ngay ở phiên ngày mai đâu, nó sẽ còn là một nhịp như kiểu cái đoạn này, này. Đây đấy, đi lên này xong bắt đầu này rũ một phát thủng luôn cả hỗ trợ, bắt đầu rút chân lên bắt đầu như thế. Thì đoạn này cũng có thể sẽ như vậy, tại vì nhiều tin đang có nhiều tin ra, khả năng tâm lý kháo mà thì có thể nó sẽ lợi dụng. Đây bạn cũng sẽ thủng luôn 1.200 trong đầu rút chân lên đây, tạo đúng như cây đến như này xong hồi phục lại vượt đỉnh. Tại vì hơn nữa là cái tháng 5 này họ sell in May ấy, thì thường là tâm lý của anh chị sẽ làm bán cổ phiếu hoặc cầm tiền mặt nhiều, nên là áp lực có thể là sẽ có thể thủng 1.200 ở vùng này, thủng trong tuần này thôi, xong rồi đó hồi rút chân lên thì em nghĩ là khả năng vẫn giữ được cái vùng hỗ trợ 1.200, thì gọi là chủng nó thủng trong phiên để rũ thôi, như kiểu cái đoạn này này, chứ không phải là thủng hẳn để thị trường tiến lên các mốc hỗ trợ cao hơn là vùng 1.150. đấy, theo đánh giá khá là khó, thì khả năng nó sẽ có kịch bản như vậy. Giống đoạn này lợi dụng tin Covid, lợi dụng là tháng 5 thì sell in May, tâm lý nhà đầu tư đang yếu thì sẽ có những pha rũ hàng như vậy, nên anh chị cẩn thận chú ý các cổ phiếu mình đang nắm giữ, không nên vội lo lắng quá sớm, nên đưa hành động về cuối phiên. Nếu mà cổ phiếu mạnh thì mình cứ tự tin nắm giữ thôi, còn cổ phiếu nó yếu thì nên bán. Giai đoạn này em nghĩ là không nên, thị trường tăng nhưng mà nó phân hóa rồi, nó không, tiền nó sẽ không vào đều các cổ phiếu. Anh chị mua cổ phiếu như ấy, ôi chơi anh chị, mua cổ phiếu nào cũng lãi, gần như là cầm cả dòng nó tăng cả dòng, chứ không bao giờ tăng một vài cổ phiếu trong dòng đấy đâu. Còn bây giờ dòng tiền phân hóa thì thấy cứ tăng xong lại chỉ 1, 2, 3 cổ phiếu trong dòng nó tăng xong nó lại, còn các cổ phiếu khác chỉ đi ngang hoặc là giảm, giảm từ từ, nó làm bào mòn tâm lý của anh chị và bào mòn tài khoản anh chị nếu mình không cắt lỗ cơ cấu sang các cổ phiếu mạnh hơn. Đấy, thì anh chị nên chú ý cái danh mục mình đang nắm giữ. Còn anh chị nào đang gặp khó khăn về cổ phiếu mà chưa biết cơ cấu như nào thì có thể liên hệ em, inbox của em qua Zalo thì em sẽ hỗ trợ trực tiếp cách cơ cấu danh mục như nào, cách giải ngân như nào, nên giữ tỷ lệ tiền mặt và tỷ lệ có nên dùng margin hay không, thì cái đấy em sẽ tư vấn kỹ hơn nếu anh chị nào kết bạn Zalo với em. Thì bây giờ thì em sẽ cùng anh chị đi sâu hơn vào từng dòng cổ phiếu cũng như là từng cổ phiếu trạng thái nó hiện tại đang như thế nào, để mình có thể đưa ra quyết định cho ngày mai mình nên làm gì, nếu cổ phiếu yếu hay chưa, nên bán hay nên giữ. Thì sau đây em cùng anh chị sẽ đi sâu vào từng dòng cổ phiếu. Thì đầu tiên thì mình nhìn qua thế giới trong tuần vừa qua vận động nào. Đây em cùng anh chị xem qua thế giới tuần vừa rồi vận động như nào.
Dow Jones phiên cuối tuần vừa rồi là điều chỉnh nhẹ. Nếu mà chạc kỹ thuật nó lên để anh chị xem theo dõi rõ hơn cái vận động của Dow Jones tuần vừa rồi. Anh chị cho em một chút. Đây, một lần đây. Dow Jones vẫn đang tích lũy đi ngang. Ở vùng đỉnh này khá là tốt. Đâu đó hơn 2 tuần rồi. Dow Jones đang tích lũy ở vùng này, hỗ trợ là vùng 33.700 và kháng cự là vùng 34.300. Đấy, Dow Jones đang vận động quanh vùng này. Đang tích lũy vùng này được hơn 2 tuần rồi. Còn VN-Index thì cũng đang đi ngang. Anh chị thấy ở vùng này, vùng 1.230 đến 1.250. Để bật nến tuần lên thì nó sẽ rõ hơn. Đây, 4 tuần. 1.227, 1.250. Năm tư. Được 4 tuần rồi. Còn Dow Jones thì ở vùng này thì được hơn 2 tuần một chút. Thế giới vẫn đang vận động khá là tốt, chưa có gì xấu cả, có thể tích lũy ở đây sau đó sẽ vượt đỉnh ở ít nhất tuần sau, thường 3 tuần tích lũy thì sẽ có một biến động lớn. Anh chị theo dõi thế giới hiện tại cũng chưa có xấu để mình phải đáng lo, nói chung là thế giới vẫn đang tốt. Thế giới vận động này thì VN-Index thì không bị ảnh hưởng nhiều từ thế giới, tại vì thế giới nó còn có thể là có tin tích cực. Tối nay nó dồn giao dịch thì có thể là sẽ quay lại bật hôm nay, nên là anh chị không phải quá lo lắng. Thế giới vẫn đang vận động tốt. Tiếp theo là mình sẽ đi quay lại vào từng dòng cổ phiếu nhé. Thì từng dòng cổ phiếu thì đầu tiên thì mình sẽ đi đến nhóm nhóm gọi là nhóm đang hút tiền hiện tại là nhóm trụ của thị trường. Nhóm trụ thì đầu tiên thì mình sẽ đi đến Masan. Đầu tiên sẽ là Masan. Masan thì sau chỗ này vùng tích lũy nền phẳng này khá là dài và vượt lên quay lại test lại cái đỉnh cũ này thì đang đi ngang hấp đi ngang cái vùng này. Theo con nói ở cái phiên này thì vùng khi thị trường hồi phục Masan hồi phục lên mà phiên sau không bật được luôn thì chứng tỏ là Masan đang bị mất sức mạnh nên phải cần thời gian hấp thụ ở vùng này, ít nhất cũng phải 1-2 tuần thì Masan mới bật lên được. Nên cổ phiếu này nếu anh chị nào có thì cứ tiếp tục nắm giữ. Còn nếu anh chị nào lỗ 5% thì mình bán một nửa đi, cơ cấu qua mã khác. Còn anh chị nào mới tham gia ở những cái điểm như này, điểm vùng 997, 95 đến 98 ấy, thì mình cứ tiếp tục nắm giữ. Thì Masan lần này khả năng phải tích lũy lại đi ngang ít phải một tuần nữa thì mới tăng trở lại được. Và Masan thì tâm lý thường thì anh chị biết là khi mà dịch ấy thì dân thì thường có tâm lý tích trữ. Masan thì mới mua lại Vinmark ấy thì tâm lý người ta mua gom kiểu đồ gia dụng, đồ thiết yếu hàng ngày. Tại vì khi mà dịch bùng trở lại thì tâm lý hầu như người dân dù ít dù nhiều cũng mua đồ tích trữ để trong nhà. Nên là có thể là Masan đã được hưởng lợi một ít từ cái chuỗi Vinmark. Khi mà tâm lý tiêu dùng của nhà của nhiều người dân quay trở lại để tích trữ cho cái dịch này thì anh chị hiện cầm Masan cứ giữ thôi, còn ai muốn mua mới thì đợi thêm khi Masan bật trở lại ít nhất quay lại vùng 104-105 thì mình bắt đầu cân nhắc tham gia lại, thì bật lại thì nó mới thể hiện sức mạnh của nó.
Tiếp theo một phần nữa là Vinhome. Vinhome thì sau để ngồi VCPU 3 lần thì cũng bật vượt đỉnh. Sau đó quay lại test luôn lại nền này. Thì Vinhome thì hiện tại thì quay test lại nền thì cũng phải giống Mang Sang, ít nhất phải tích lũy lại ở đây nó. Ít nhất là anh chỉ biết là khi cổ phiếu bật rồi mà bật không thành công thì quay lại thì nhà đầu là phải gom lại từ đầu, bắt đầu ít nhất phải 1-2 tuần tích lũy xong rồi đánh lên. Không thì sẽ phải có một lực rũ mạnh thủng luôn vùng nền này, sau đó hồi phục mạnh được. Thì anh chị thường thấy cổ phiếu nó giảm mạnh thì lúc hồi phục nó sẽ hồi phục mạnh được. Tại vì nó rũ được nhiều, nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ đu bám, sẽ thường sẽ cắt lỗ. Thì cổ phiếu hồi mạnh đây như những đoạn này. Giảm này, lúc hồi sẽ hồi rất mạnh. Còn khi mà cổ phiếu chỉ bật xong bắt đầu test lại nền mà không thủng thì cổ phiếu phải tích lũy đi ngang ít nhất 1-2 tuần. Lâu hơn là 3 đến 5 tuần thì mới bật trở lại được. Tại vì anh chị cũng học về cung cầu cổ phiếu thì cũng biết, thì tự nhiên thì nếu mình gom đây, đánh đây rồi mà bị áp lực bán thì chưa thoát được hàng. Một là muốn, nếu mà bây giờ cổ phiếu bật luôn thì áp lực lên những người mua đây, người ta bán rất là nhiều. Thì không dạy gì nhà tạo lập hay nhà cái người ta sẽ đánh lên ngay cho anh chị, để anh chị ví dụ anh chị nào mua kẹp đây bật lên cái là mình bán hết rồi, bán luôn. Nên là người ta phải đi ngang đây gom lại để tạo tâm lý chán nản anh chị nào tâm lý kém thì sẽ bán vào những vùng như này, hoặc là sẽ đạp thủng vùng này để rũ. Hầu như là thủng hỗ trợ để tâm lý cắt lỗ là, mà theo nguyên tắc là mình cũng phải cắt lỗ rồi, thì khi lúc hồi phục trở lại sẽ hồi phục rất mạnh. Như Vinhome anh chị nào có thì canh hỗ trợ, nếu thủng thì mình bán nhá. Còn nếu nó đi ngang đây thì anh chị có thể đang, nếu mà mua những cái vùng này lỗ 5% thì mình bán ít nhất 1/2, thì lỗ 8% thì mình bán hết, bán 1/2 đi để mình cơ cấu sang mã mạnh hơn. Tại vì Vinhome đoạn này cũng đang yếu rồi, muốn hồi phục ngay trở lại thì khá là khó, nên là anh chị ít nhất muốn tăng trở lại mất tầm 1-2 tuần nữa, có thể là lâu hơn là 3-5 tuần, nên là làm tâm lý anh chị rất khó chịu. Nên là ai có thì bán, đang lỗ 5% thì cứ bán 1/2 đi, mình cơ cấu mã khác, tránh để tâm lý. Thì giai đoạn thị trường này cũng đã khó chịu rồi mà anh chị còn bị tâm lý nữa thì mình giao dịch sẽ rất khó hiệu quả. Tiếp theo nữa là MWG. MWG không vậy? Đây, bật đỉnh, không đang test lại đỉnh. Thì MWG nếu ngày mai, nếu mà thể hiện sức mạnh luôn thì nó phải bật lại luôn cơ. Quay lại ít nhất vùng 144, 145, 145 này. Ít nhất là phải là một phiên bật của MWG, tại vì đoạn này bật rồi mà đang test lại đây. Nếu bật lại luôn thì sức mạnh nó lại yếu, nó lại phải giống các cổ phiếu kia, lại phải tích lũy ở đây. Vùng đỉnh ít một thời gian. Ở đây. Sau đó thì mới bật trở lại được. Đây. Anh chị thấy đoạn này tiền vào khá lớn mà cổ phiếu không vượt dứt khoát được mà bị áp lực chốt lời trở lại. Thì khi muốn tăng trở lại mà cái vùng này thì phiên giảm thì thanh khoản nó khá là ít thôi, không có quá nhiều. Thì mà cổ phiếu không thể sức mạnh luôn trong phiên ngày mai, cùng lắm là phiên ngày hôm sau nữa mà không bật lại luôn thì nó lại phải bị mất đi sức mạnh của nó rồi, nên nó phải ít nhất phải tích lũy lại, gom lại hoặc là rũ quay lại test lại vùng nền này, sau đó về tăng trở lại được. Anh chỉ biết là bán lẻ thì bắt đầu năm trước thì Covid mà thì cái lợi nhuận nó giảm khá là mạnh, nên là năm nay khi mà kết quả kinh doanh ra thì thường là lợi nhuận sẽ tốt hơn so với cùng kỳ. Tại vì năm Covid thì ngành bán lẻ ai cũng sẽ khó khăn thôi, MWG cũng vậy. Nên là ngành bán lẻ thì sắp trong cái giai đoạn tới em đánh giá cũng khá tương đối là mạnh so với thị trường, cũng là ngành mà VN Diamond hay các quỹ ngoại lúc nào cũng mua full zoom. Nên những cổ phiếu này thì anh chị phải mua, thường anh chị thấy là mình sẽ nên mua gom vào nền, xong bắt đầu nổ mình sẽ bán dần, sau đó chỉnh mình sẽ mua trở lại,
Và các cổ phiếu này mà anh chị mua nổ thì thường xác suất mình bị rủi ro khá là cao. Thì anh chị thấy là các cổ phiếu này thì khi mà nó vào trên ấy, nó sẽ tăng rất là nhanh. Và đoạn này tích lũy khá là chặt rồi. Nên là khi mà cổ phiếu nó mở trên bắt đầu tăng. Ít nhất MACD em ít nhất lên vùng 160. Một nhịp ấy. 180. Đây, xem những lịch sử những đợt lâu lâu rồi. Anh như thế này, đoạn tích lũy mở trên là tăng rất một phát. Từ 8 mấy lên đến 130. Đây là các cổ phiếu này, tuy lúc đó anh chị nhìn rất ì tăng từ từ, xong cứ đi tích lũy một đoạn xong bật thì ngay sau đó nó áp lực bán giống như FPT vậy. Nên là em bán rồi thì anh chị nào có thì tiếp tục giữ nhé, còn mua mới thì phải đợi thêm thời gian, nếu cổ phiếu tích lũy lại mua, còn nếu nó bật lại luôn ngày mai thì không mua được, coi như là bỏ luôn. Để mua đoạn này rất rủi ro. Vận động chung của cổ phiếu hay bán lẻ đều vậy. Đây, và đi ngang tích lũy xong bật, xong ngay lập tức điều chỉnh, xong lại tích lũy lại bật, xong lại điều chỉnh. Đây, anh chị thấy không? Những cổ phiếu này cứ bắt đầu bật, bắt đầu điều chỉnh, tích lũy lại. Thì FPT hiện tại đoạn này đang trong cổ phiếu trong ngành bán lẻ thì có thể tham gia được, đang quay lại tích lũy lại cái nền này khá là chặt. Thì FPT thì đã đâu đó có cũng 4 tuần tích lũy à, giống như đấy. Đây. 4 tuần tích lũy. Đây nền dưới của nó, đây nền trên. 4 tuần tích lũy thì anh chị có thể canh phiên ngày mai. Nếu mà áp lực về tin Covid xấu bị áp lực điều chỉnh thì mình có thể canh mua FPT. Target của FPT vẫn là vùng 90. Target xa ấy. Trung hạn anh chị nào muốn cầm cổ phiếu kiểu tầm lâu lâu trung hạn thì mình có thể tham gia FPT được, khi mà có cái vùng giá chiết khấu điều chỉnh về quanh EMA 50 này 78 thì mình bắt đầu có thể tham gia được. Đây 78 là hỗ trợ này, 76 78 thì mình có thể tham gia được, tại vì FPT anh chị biết là tăng trưởng rất là đều và hiện tại cũng là gọi là tiên phong công nghệ. Thì FPT target nó vẫn là vùng 90, nên anh chị nào chưa có thì mình có thể canh tham gia vào phiên ngày mai, có đi tiếp tục nắm giữ nhé. FPT BNG, BNG thì hai phiên hôm nay, đầu phiên thì áp lực giảm này, sau đó cuối phiên có người bắt đầu quay lại mua. BNG còn tạo luôn phiên này phiên break luôn, vượt đỉnh rất phát luôn. Đây, trong phiên còn đang giá đỏ, đấy, giá đỏ. Sau đó cuối phiên quỹ ngoài cơ cấu xong mua đóng cửa cao nhất phiên. Target của BNG thì từ cái vùng này phiên tích lũy đây em là vùng 100, thì đoạn này sắp vùng 100 rồi, thì các em nâng target tiếp theo là vùng 105 110. Thì BNG thì cơ bản thì nói đấy, ngành bán lẻ nói chung là năm trước khó khăn rồi thì năm nay lợi nhuận sẽ được cải thiện hơn khi mà dịch cũng đã ổn định rồi, thỉnh thoảng thì sẽ, nên là BNG thì mua mới thì không mua mới hơn nữa rồi, còn anh chịu khó để tiếp tục nắm giữ thôi. Cái anh các mốc target này mình hạ tầm 1 phần 3, 1 phần 4 tùy theo lúc đấy tình trạng tài khoản mình như nào và cổ phiếu nó vận động nào để mình áp dụng chốt lời cho hiệu quả. Bên giờ này đang quay vượt đỉnh cũ, vượt luôn đỉnh thời đại rồi, trong phiên này khi có lực mua từ nước ngoài vào nên làm một phiên vượt luôn đỉnh thời đại rất phát buồn lắm. Anh chị có biết gì cơ đóng đựng nhá. Thế là Vic. VIX thì sau một nền tích lũy này thì tăng tầm 40% rồi, thì đoạn này đang điều chỉnh trở lại, quay lại lớp cái gap này và đang tích lũy lại, tích lũy ở vùng này
đang xuống tích lũy vùng này để hấp thụ cái vùng hàng này, sau đó mới đánh lên được. Thì VIX thì anh chị mua mới thì không thể mua mới rồi, chưa mua mới được. Đoạn này cần thêm thời gian tích lũy ít nhất phải 2 tuần nữa, ít nhất phải 2 tuần nữa thì mới tham gia được. Nếu nó vẫn giữ được vùng giá này thì bắt đầu giải ngân thăm dò dần dần, sau đó break bật lên thì mình bắt đầu mua gia tăng. Target cổ VIX thì khả năng vẫn là vùng 150, 160. Nên chỉ nào có thì nếu mà mua ở những đoạn trên này thì phải cẩn thận. Mua đây thì ít nhất mình đã lỗ 5% rồi. Đấy, thì mình phải bán thôi. Nguyên tắc bán 1/2. Nếu 8% mình bán hết. Thì thường những cổ phiếu này có thể là nó sẽ rũ sâu hơn, đạp về đây cơ, bắt đầu hồi phục lên. Nó sẽ tạo nền đi ngang đây. Đây là mình phải kỷ luật đoạn này. Đoạn này thì dòng tiền phân hóa nên là rất phải lưu tâm, không nên cố nắm giữ các cổ phiếu đã vi phạm, tại vì đoạn này nó sẽ giảm kiểu rất từ từ, làm anh chị có kiểu hy vọng, kiểu nhà cái kiểu đội lái tạo cho anh chị cái hy vọng để mình nắm giữ cổ phiếu để chờ hồi phục. Tại vì nó giảm rất từ từ, mỗi ngày giảm một ít thôi, nhưng mà nó bào mòn tâm nát của anh chị rất là. Thì tính ra mỗi ngày giảm một ít nó bào mòn rất là nhiều đấy, nên là mình phải cẩn thận giữ đúng kỷ luật. Đoạn này giai đoạn thị trường anh chị phải kỷ luật nhất, nếu không thành quả của anh chị từ các đợt sóng trước mình mà giao dịch, nếu mà thành công mình đã có khoản lợi nhuận ổn rồi mà đoạn này mình không kỷ luật thì sẽ dễ mất hết thành quả, nên anh chị phải lưu ý. Vậy thì anh chị nào nói chung là không chưa mua mới được. Tiếp theo là Vinamilk. Vinamilk thì tiếp tục phá đáy, chưa tìm được điểm cân bằng, nên Vinamilk thì anh chị nào có thì đúng là nên canh, nên canh hồi rồi bán, bán dần. Mua mới thì chưa nên, chưa có dấu hiệu tỏ đáy. Đây vẫn chưa phát trên đảng này, đập. Đây là anh chị. Với Vinamilk thì câu chuyện tăng trưởng nó không còn hấp dẫn nữa, thì bị nước ngoài bán khá là nhiều, không thu hút được dòng tiền nữa, nên là anh chị nào có thì canh hồi bán dần thôi, còn mua mới chưa nên, không nên. Tốt nhất là giai đoạn này nên tránh xa Vinamilk ra, chưa nên quay lại quan tâm nó sớm làm gì. Tiếp theo thì đến một dòng cổ phiếu nữa mà phòng cổ phiếu chiếm tỷ trọng khá lớn của thị trường, và cũng là dòng cổ phiếu mà muốn thị trường muốn lên bền vững thì có dòng này, đó là dòng bank, cũng là dòng thu hút dòng tiền. Bank thì đầu tiên em anh chị xem đến Vietcombank. Đây. Vietcombank thực ra đang là cái vùng tích lũy này. Đấy. Bật lên. Thế lại bật lên, xong lại quay lại, thế là thì Vietcombank thì đang có xu hướng tích lũy ở đây. Nếu mà nó bật lên lại vùng này, vượt lại thì mình mới tham gia được. Còn không thì không nên tham gia cổ phiếu này. Anh chị có thì tạm nắm giữ được. Thủng vùng hỗ trợ này thì mình bán. Đây, vùng 97 thì mình bán. Tại vì đoạn này hỗ trợ của Vietcombank nha. Nói thì anh chị bán cũng khó, nên là anh chị phải kỷ luật thôi. Nếu lỗ 5% thì mình bán thôi. Ví dụ mình mua những điểm mua không tốt. Ví dụ đây, mình mua những mua đuổi những đoạn này mà cổ phiếu về lỗ 5% mình cắt luôn. Chứ không nên, mình mua sai thì mình phải sửa, chứ không nên cố chấp và một cổ phiếu quá thì nếu mà cổ phiếu nó không giảm, nó giảm mạnh thì mình sẽ bị tâm lý, về sau mình mua vài nữa cổ phiếu khác mình sẽ bị vi phạm cái quy tắc của mình ấy, nên là đoạn này đoạn rất cần kỷ luật của anh chị để bảo vệ thành quả của thị trường. Giai đoạn trước thị trường tốt, anh chị kiếm rất nhiều tiền, nhưng đoạn này mà anh chị kiểu hơi buông thả một chút thì sẽ dễ mất thành quả. Với Vietcombank thì anh chị nào có mua điểm tốt, ví dụ vùng nền này bắn đây quay đây thì
Em nghĩ nên hạ bước một hai, tại vì khi mà cổ phiếu test lại nền bắt đầu sức mạnh của nó suy yếu rồi. Nên là mình bán trước một hai đó. Tại vì anh chị mua tốt ở những điểm này mình có lãi nhẹ rồi mà, mình cứ bán một hai đi. Sao đâu? Bật quay lại điểm này thì mình mua lại. Đây cái cổ phiếu của mình cũng là vùng ở 110, 115. Nói chung về Vietcombank đoạn này nền chặt như này thì em nghĩ là giảm nữa khó, nên là quan trọng là bao giờ dòng tiền nó quay lại, cổ phiếu bật lại để mình có thể tham gia thôi. Tiếp theo là cổ phiếu tâm điểm trong tuần vừa rồi là VPBank, sau khi thành công thương vụ bán FE Credit mà mang về cho VPBank thì đâu đó như hơn 1,4 triệu, 1,4 tỷ tỷ đô. Vì bay liên tục rồi. Với phiên vừa rồi là phiên giao dịch với thanh khoản kỷ lục khi mà quỹ ETF cơ cấu và lực bán, nhưng mà có lực thì vì bay thì em đã nói giai đoạn này cái vùng này khi mà nó tích lũy lại đây vùng dưới này cơ. Xong đến đây em lại nói tiếp là khi cổ phiếu tích lũy lại mà khi thị trường điều chỉnh, vì bay vẫn giữ được vùng giá này, vẫn đi ngang sau có một phiên bật không thành công với thị trường xấu điều chỉnh thì nó vẫn giữ được vùng giá này, thì hôm sau thể sức mạnh luôn nó bật trở lại thì anh chị phải tham gia luôn điểm này, tại vì phiên này thị trường xấu điều chỉnh đúng rồi, ok điều chỉnh, nhưng hôm sau thị trường quay trở lại nó bật thì nó vẫn bật trở lại chứ không, nó không đi ngang đây, nó bật lại luôn thì mình phải nên quan tâm rồi. Thì VPBank thì câu chuyện thì target vẫn là vùng 6x, 6 có thể lên lên 65. Nếu thị trường tốt ủng hộ nó có thể lên 70 cơ. VPBank thì cái dư địa tăng của nó đoạn này tăng tốc nên là nó tăng rất là điên, khó đoán được. Nó sẽ tùy thuộc vào thị trường giai đoạn lúc này, nếu thị trường tốt thì VPBank sẽ tăng được mạnh hơn. Nếu được thị trường ủng hộ, còn thị trường mà không tốt thì nó sẽ dừng chân lại những mốc này, ít nhất là 6 mấy. Còn giai đoạn tăng tốc thì mua mới thì em không không khuyên khuyến nghị đâu, anh chị có tiếp tục nắm giữ thôi. Canh chốt dần các vùng nhiều vùng 65, 60 anh chị lãi tầm 15-20%, mình cứ hạ 1/4. Đợt này tốt thì phiên qua thì nó bật lên thì cuối phiên hạ 1/4, xong lên vùng 60, 62, 64 mình cứ hạ dần tiếp. Tiếp theo là cổ phiếu loại banh, một hai cổ phiếu banh khá mạnh giai đoạn vừa rồi là VBank và LBBank. LBBank cũng là một cổ phiếu em điểm rất nhiều cho anh chị khách hàng cũng như là anh chị nào xem livestream của em, các livestream trước thì em có nói là LBBank khi mà nó tạo một nền tích lũy chặt chẽ ở đây cùng với Hòa Phát là hai cổ phiếu em nhắc rất nhiều trong các livestream lần trước, thì khi mà tích lũy đây vốn cạn kiệt thị trường điều chỉnh vẫn giữ được vùng giá này giống VBank thì cổ phiếu sẽ tăng trở lại đây. Và em cũng có một bài phân tích trên Facebook về cổ phiếu này hồi mà nó còn đang ở vùng 15, 14, 15, 16, em nói target của ít nhất của LB phải 2x, vì mạng lưới của ngân hàng rất là rộng mà dừng lại ở cái mức giá này đang, mà cổ phiếu này cũng đang được định giá khá là rẻ hấp dẫn thì không có lý gì mà cổ phiếu này không tăng được khi mà thị trường vẫn đang còn dư địa, mà trong sóng trước thì cổ phiếu này chưa tăng mạnh mấy. Thì thường là B chỉ biết là khi mà nó mở trend thì sẽ tăng tốc rất mạnh đây, đúng vậy đấy. Đóng cửa phiên này 21.5 thì lời banh đoạn này thì mua mới thì không được mua nữa rồi, anh chị có tiếp tục nắm giữ follow thôi. Đến vùng các vùng kháng cự tiếp theo ví dụ vùng 23, 25 thì mới bắt đầu chốt 1/4. Ví dụ mua những đoạn này thì anh chị ít nhất nó phải lại tầm 15-20%. Đây, 20% rồi. Thì mình canh bán 1/4 đi. Lên mình bán 1/4 tiếp. Mình cứ bán từ từ, bán dần lên các mốc, bán dần. Còn anh chị nào trading tốt thì có thể canh đây. Ví dụ đoạn này nó lên
2% nó chỉnh 8% thì mình bán lại 1/4 hoặc 1/3 thì canh nó chỉnh lại 8% mình có thể bắt bắt lại. Nói chung là anh chị nào kỹ năng trading tốt thì mình mới làm như vậy thôi, còn anh chị nào không thì cứ hold thôi. Thì cổ phiếu chưa vi phạm, chưa có gì xấu thì mình cứ tiếp tục hold thôi. Tiếp theo là STB. Đây, STB. STB phiên bật, phiên này điều chỉnh lại vô bình thường thì đợi phiên ngày mai xem. STB mua mới, không mua mới rồi, anh chỉ có tiếp tục nắm giữ thôi. Một cổ phiếu em điểm cho là VIP. Đấy, cái tích lũy thì đây, đoạn này vượt rồi, anh chị tiếp tục nắm giữ thôi. Anh chị nào nếu sell chi của em thì mua VIP ở những cái điểm này, quay lại test bên dưới rút chân này, anh chị mua ở 51 ra 55, hàng về rồi, mai hàng về rồi, lãi 6% rồi. Và cổ phiếu này bo cung, anh chị yên tâm là khi mà thị trường điều chỉnh giảm, có dù bất kỳ tin gì nó không giảm quá mạnh, xong bắt đầu nó sẽ không giảm quá mạnh, tại vì cổ phiếu bo cung mà. Nên là đoạn này cũng là cái đoạn mà em nghĩ là ít anh chị nào dám tham gia nữa rồi, tại vì anh chị này tăng một mặt từ 14 đoạn này đến 55 thì rơi đâu đó gần 5 5 lần này, 5 lần. Thì đoạn này thường cung cầu anh chị mua nhỏ lẻ ít dám mua đoạn này, đoạn này thường cả cung cầu giống như của các cổ phiếu như cổ TCM, đoạn tăng mạnh vốn càng 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 hẹp đấy, tại những phiên break này thì khi mở chen này thì khả năng VIP lên giá 60 65 là chuyện bình thường, tại đá tăng giá mới anh chỉ có thì nó giữ thôi, không mua không mua được. Tiếp theo là MB Bank, đây một cổ phiếu bank mà sang tuần anh chị có thể quan tâm, đó là MB. MB đang có xu hướng tích lũy để anh em vùng này. Đây, vận động khá giống thị trường. MB cũng là cổ phiếu này thì tính thì thường nó khá là ì nên là nhiều anh chị không thích lắm. Thường thì nó thiên về anh chị nào thích tính ổn định ấy, kiểu muốn cầm lâu một chút thì cầm cổ phiếu này nó đỡ sốt ruột. Còn thường em thấy anh chị nào đầu tư nào ví dụ nói MB, FPT thì tâm lý đều không thích lắm, tại vì cổ phiếu nó tăng thị trường tăng mạnh 4-5%, cổ phiếu tăng ở 2-3% thôi, tăng khoảng 1-2% kiểu tăng ý rất là chậm nên là nhiều anh chị không thích. Nhưng mà đoạn này thì còn banh chắc còn còn MB nó đang có thể anh chị tham gia được, đang có điểm nếu anh chị tham gia vùng này giải nền trước đang khá an toàn, nên MB anh chị có thể quan tâm vào tuần tới với cổ phiếu này. Mời anh anh chị có tiếp tục nắm giữ thôi. MB là cổ phiếu anh chị có thể quan tâm tuần tới nhé. Tiếp là CTG. CTG thì qua em bật lên thôi, hồi phục trở lại thôi. CTG thì anh chị có là canh hồi bán dần này, tại vì những cái buôn bán ở phiên này hơi lớn nên là em thấy không thích lắm, thì vốn bán lớn nó có thể mà những cái đợt hồi phục này vốn hồi phục yếu quá không mạnh, thế là nên bán, nên hồi bán theo cổ phiếu hoa mạnh trong phiên hôm qua. Techcombank phiên bật đoạn rồi, Techcombank khá ỉ, thị trường điều chỉnh thì cũng biên khá hẹp, không nếu anh chị cầm cổ phiếu mua đây thì giảm không giảm nhiều lắm đâu. Từ đây nếu mà anh chị vừa giảm đây đến từ 6% 5-6% đây chấp nhận được, thì hôm hôm vừa rồi phiên bật của Techcombank sau đó thì có áp lực bán trở lại nhưng mà vẫn giữ giá vùng này được, thì em đánh giá vẫn khỏe để anh chị có thể theo dõi. Nếu Techcombank vượt lại đỉnh thì mình có thể tham gia nhé. Còn anh chị tham gia phiên này là phiên điểm mua đấy, anh chị tham gia vùng này thì tiếp tục nắm giữ thôi, chờ vượt đỉnh mới ra tăng. Còn anh chị nào muốn mua mới thì nên đợi cổ phiếu bứt hẳn qua cái vùng tích lũy này để xác nhận thu xu hướng tăng mới, khi xác nhận xu hướng mới thì mình bắt đầu tham gia đối với Techcombank. Và một cổ phiếu em cũng nói trong cái video lần trước đó là ACB.
Tại sao mà nó nói là ACB đấy anh chị có thể quan tâm? Tại vì thứ nhất là VN Diamond và cái quỹ ở SSI, cái hôm mà bán VBank này, bán MB này để chuyển sang mua ACB, và khi mà thị trường điều chỉnh, cái phiên điều chỉnh này đây, phiên ngày 6/4 thị trường điều chỉnh mà ACB lại là phiên rút chân đây, khá đẹp, sau đó lại test lại bật lên đấy. Thì từ cái phiên này em nó thể rất mạnh tốt thị trường thì mình bắt đầu theo dõi đây, thì đúng vậy, phiên này là phiên break, nhưng mà phiên này thì lại là phiên mà quỹ ETF cơ cấu nên là mua cuối phiên, nên là anh chị mua đây cũng là điểm mua, để khi về 20/50 bắt đầu anh chị có thể tham gia được điểm mua tổ chức mà mình tham gia được. Và lên thì đoạn này vượt đỉnh thì bắt đầu mình gia tăng rồi, vượt vượt 35, ACB vượt 35 là điểm mua gia tăng. Anh chị nào mua mới thì có thể cân nhắc ngày mai áp lực thì nó test lại vùng 34 thì mình có thể tham gia được ít đối với ACB. ACB thì cũng là một cổ phiếu anh chị nên quan tâm giai đoạn tới cùng với MB, ACB. Khi mà các cổ phiếu băng anh khác đã qua điểm mua rồi, với Techcombank đã nếu vượt đỉnh, Techcombank, MB và ACB, các cổ phiếu anh chị ngân hàng anh chị có thể theo dõi. Sàn Hà Nội có SHB, SHB thì vẫn đang tích lũy vùng này, cứ đi bò bò tăng dần giảm, nói chung là cần một phiên break để xác nhận một xu hướng tăng mở trend mới thì tham gia được. Còn không thì anh chị thích cái giải nền đợi lâu thôi, nếu mua vùng này thì đợi lâu thôi. Còn một số bank khác như AB Bank hầu như đang hồi phục trở lại, Kiên Long Bank đấy, anh chị thấy mô hình khá giống nhau này. Kiên Long Bank thì anh chị nào tài khoản xanh nhỏ có thể tham gia được nhé, đấy nó sàn Upcom lên biên độ một một ngày nó 15% cơ, nên là anh chị nào tài khoản lớn thì tham gia hơi rủi ro một chút, phù hợp anh chị nào tài khoản xanh nhỏ. Tiếp theo thì em cũng chỉ đến một dòng khá mạnh cho là dòng thép Pháp, phiên vượt đỉnh Pháp thì em có nói video trước là khi mà nó quay lại vùng này hỗ trợ đây vùng này, nếu chị canh đây chạm phát bật rút chân luôn. Nếu chị tham gia vùng này thì em khuyến nghị anh chị khách hàng là test lại vùng này anh chị có thể tham gia được đấy, thì phiên này phiên vượt đỉnh thì tuần sau có thể là ngày mai đấy điều chỉnh nhẹ về vùng lắc về vùng 56 57 57 57 575, sau đó tạo một cái nến ví dụ như này đấy. Như mà phép thì lần này phiên bật thứ hai đấy, chỉ có tiếp tục nắm giữ thôi, còn mua mới thì đương nhiên là không mua mới được rồi. Sau đó là Hoa Sen thì đang có xu hướng quay lại đỉnh cũ, nếu nó vượt hẳn vùng này thì anh chị tham gia nhé. Hoa Sen thì kết quả kinh doanh cũng khá là ấn tượng nên ngồi theo dõi, anh chị là muốn mua mới thì đợi vượt hẳn vùng 33 này, dứt khoát vượt bứt hẳn qua khỏi vùng này mà xác nhận trend tăng mới thì mình tham gia. Ba hai tám, ba hai tám, ba ba bắt đầu tham gia rồi. Nam Kim cũng vậy, Nam Kim thì cái vùng bán áp lực bán đoạn này phun hơi lớn, nên là anh chị nào có thì cứ nắm giữ thôi, còn mua mới thì hiện một đợt vượt đỉnh thì mình mua thì sẽ an toàn hơn đối với hoa sen. À, đối với Nam Kim. Tiếp theo của nó là TLH, thép tiến lên. Cổ phiếu có lợi nhuận tăng gấp 30 lần. Em nhớ đâu đó rơi tầm 30 lần. Khi đoạn này tăng tốc rồi. Và đoạn rồi thể sức mạnh khá là tốt.
lên là tương tự với Nam Kim với Hoa Sen này, phải đợi vượt đỉnh mới nên tham gia được tạo chen tăng mới, không được đi ngang đấy đâu. Tổng thép thì có VGS nè, VGS thì yếu hơn Bovina. Cái cổ phiếu này thì yếu hơn so với các cổ phiếu kia. Đợt này dòng tiền nó vào VN30 nhiều đấy, các cổ phiếu như là phát đầu ngành hồi xưa ý, nhưng mà bây giờ là cổ phiếu mạnh hơn khi mà được dòng tiền vào. Nói chung là dòng thép anh chị nên để ý Hòa Phát và Hoa Sen thôi, thêm nữa là Nam Kim và các cổ phiếu dưới thì nó không khỏe bằng nên tạm mình không theo dõi nó. Tiếp theo là dòng cổ phiếu là dòng chứng khoán, khi mà thị trường hồi phục và tăng trở lại thì dòng chứng khoán là dòng sẽ tăng theo. Và đầu tiên là SDI, SDI quay lại test đang lực hồi phục trở lại thôi, mua mới thì không mua rồi, anh chỉ có cái kênh hồi phục mình bán lại dần thì chậm thôi. Hồi phục vô yếu dòng tiền không vào, phải đợi nếu SA có phiên bật trở lại đây vượt cái vùng 34 này thì bắt đầu theo dõi cân nhắc. HCM cũng vậy, hầu như dòng chứng khoán đang vận động ở vùng hỗ trợ, đang hồi phục lại rồi. SHS đều như vậy hết, duy nhất dòng chứng khoán có một cổ phiếu là VND, anh chị có thể theo dõi tuần tới tích lũy chặt vùng này đâu đó rồi tầm 3 tuần cũng cùng thị trường. Đây 3 tuần tích lũy, thế mà là chị bắt đầu theo dõi được cổ phiếu này nhé, canh mua được vượt thì mình vượt vùng 375 mình có thể tham gia mua thêm. Chứng khoán này có VND anh hiểu theo dõi. Tiếp theo nữa là các cổ phiếu dòng bất động sản, thì bất động sản thì đoạn này phân hóa đang đánh giá rất là mạnh. Đầu ngày thì có Vinhome thì đang ở nền 5 Novaland này, tiếp tục đà tăng, giai đoạn tăng tốc, gần như những cái phiên giảm điểm vốn bán gần như không có luôn. Novaland này thì đúng anh chèo có thì cứ giữ canh bán dần thôi, cứ tăng mình bán dần. Còn mua mới thì đương nhiên không mua mới, tăng một từ nền đến đoạn này ít nhất phải 80-100, 60% hai tháng tích lũy tăng 60%. Còn Novaland thì chưa có dấu hiệu dừng lại, khả năng có thể lên vùng 140-150, nhưng mà mua mới những đoạn này rất rủi ro nên không thể khuyến nghị để anh chị mua được. KDH cũng là cổ phiếu là có xu hướng tích lũy tại đỉnh, thế chị có thể để ý cổ phiếu này trong giai đoạn sắp tới, nếu nó vượt hẳn đỉnh thì mình có thể tham gia được, còn nó tích lũy ở đây thì phải theo dõi thêm. Cần hát vượt vùng 36 anh chị có thể tham gia được, mua mới được. Đấy, có đương nhiên nắm giữ thôi. Cái hát thì đang tích lũy là tốt ở vùng đỉnh đất xanh. Đất xanh thì vẫn đang trong cái biên sideway thôi. Anh chị nào có thì canh hồi bán, có thể là đất xanh quay lại vùng này, vùng 24 này, vùng MB20. Thường cổ phiếu rơi khỏi Bollinger Band thì sẽ có xuống hồi phục về đây. Thì có cái canh hồi đây mình hạ dần thôi. Mua mới thì không nên. Cổ sản là BDR. BDR này cũng là một cổ phiếu vô cung, nhưng là cái là lãnh đạo anh Đạt cầm mà hơn 60% cơ. BDR cũng là một cổ phiếu em khuyến nghị anh chị trong Zoom là dám mua đây trước khi chịu tức cơ. Lần này chịu tức rồi nên khả năng sẽ tạo một vùng tích lũy ở đây,
sau đó mới tăng trở lại được. Anh chỉ nó có thì tiếp tục nắm giữ thôi, mua mới thì phải đợi thêm, đợi thêm bên nào phải đợi thêm bật trở lại, bật lại vùng đỉnh mới mua. Hôm qua lại test lại cái biên dưới này, 68 này mình có thể tham gia được, bắt mấy được. Bất động sản khác nhiệt đích này, nhà Từ Liêm này hầu như đang vận động ở vùng vùng dưới hết, chưa tìm một điểm cân bằng. Bất động sản khu công nghiệp, à, bất động sản của Nam Long nữa, Nam Long giai đoạn rồi cũng khá mạnh này, một phiên tiền vào khá mạnh nhưng mà chưa vượt được đỉnh. Đấy, chỉ có thể theo dõi nếu cổ phiếu có đỉnh mình tham gia Nam Long thì thường tính anh chị thấy từ trước rằng cổ phiếu tăng kiểu bò đấy, cứ tăng từ từ từ. Nếu cũng cần thường thì anh chị nào muốn nó cũng tính nó giống MB VFPT ấy, nên là anh chị nào thiên về mình cầm lâu hơn, cầm chung hoặc dài hạn, mình để lâu thì mình đã bị tâm lý có bất động sản khu công nghiệp thì thường đoạn này yếu. SHC đấy vẫn đang dò đáy, hồi phục lại nhưng mà chưa tìm điểm cân bằng. SHC D2D này, ITA này, đấy điều chỉnh rất là mạnh. KBC này, KBC bật hình như đang quay lại nền, chưa quay lại được nền. Bất động sản thì có mỗi Long Hậu là em thấy nó còn khỏe hơn, khỏe nhất, bật được trở lại. Nói chung là dòng bất động sản khu công nghiệp thì đoạn này khá yếu, nên là anh chị có nên nên canh cơ cấu đi. Có một dòng cổ phiếu mà nhiều anh chị cũng khá là quan tâm là dòng dầu khí, tại vì đoạn rồi nó tăng khá là mạnh nên nhiều anh chị khi đoạn điều chỉnh này nhiều anh chị hỏi đã mua được chưa. Thì nếu không dòng dầu khí đầu tiên thì mình phải đi xem quay giá dầu trước đã. Giá dầu em nhớ tuần rồi cũng hồi phục quanh đâu đó mốc qua 70 nha, cũng tăng quay lại vùng đỉnh cũ, kháng cự cũ. Đây em bật chạc lên xem anh chị xem nó rõ hơn. Đây quay lại nhưng mà ngay lập tức quay lại test luôn lại vùng này. Đây là giá dầu muốn hồi phục trở lại trong tuần tới thì em nghĩ là phải đợi thêm. Thường giá dầu tăng thường thì dòng dầu khí nó sẽ đi trước giá dầu tầm một hai phiên, nhưng mà đoạn này giá dầu vẫn đang kiểu muốn sideways, nên là dòng dầu khí thì kết quả kinh doanh thì không được tốt, nên là dòng này gọi là anh chị nào thích cái đánh ngắn, gọi là đánh ngắn thôi, T3 T5. Nếu lỗ thì mình nói chung là lãi lỗ thì mình về đều phải bán ấy, bán luôn, mà cầm lâu thì dòng này hơi rủi ro, thì kết quả kinh doanh không tốt thì khó có lực được tăng tăng mạnh được, dòng tiền nó không vào mạnh được, chỉ là dòng tiền đầu cơ ngắn hạn thôi, nên là anh chị nên lưu ý về dòng là dầu khí BVD này, đấy toàn đang dò đáy hết. BVF này, BSR thì mạnh hơn, khá nhạy với dòng dầu khí, đá dầu ấy, oil này. Nhưng mà hầu như đàn đang đi rồi đấy, hồi phục lại chưa tạo đáy thành công. BR thì oi cái cặp đến này là cặp đến đảo chiều, cụm ba nến này, nên có thể nó sẽ hồi phục về vùng 13. Trước tiên là về em 10 là vùng 13. BR thì chưa, BR thì lần này kẹp khá nhiều, vốn ở trên khá nhiều nên khả năng cơ hồi phục dễ bị bán cục đầu. Mà nếu mà muốn bật lại thì vốn đoạn này ít nhất phải rơi tầm đâu đó cao ở phiên này cả,
những cái phiên bản này để nó hấp thụ được. Thế dòng thủ ký đoạn này theo dõi hoặc anh chị là yếu BVS BVT yếu rồi, nói chung là dầu khí chất có oi. Em thấy về kỹ thuật thì đang có oi, có dấu hiệu tạo đáy trước, tạo mô hình tạo đáy đảo chiều, nên là có thể canh mua testing T cộng được, hàng về lãi là bán, nói chung lỗ anh chị cũng phải bán. Có oi rồi, dầu khí có một oi, thì nếu anh chị nó thích cái dòng này và muốn chết đinh ngắn thì có thể tham gia oi được. Còn bây giờ đến một em sẽ review qua về phái sinh. Thì trong cái video sắp tới thì trong cái video thì em sẽ nói về cơ sở trước, sau đó sẽ review qua về phái sinh. Để hiện tại thị trường, nếu mà thị trường không có cơ hội ở cơ sở thì mình có thể qua phái sinh để hedging, hoặc anh chị mua sai thì có thể dùng phái sinh để hedging cho cơ sở. Đây để bật chờ phái sinh. Để đưa ra kịch bản với anh chị nào đang giao dịch phái sinh thì có thể tham khảo kịch bản của em trong tuần tới. Thì phái sinh thì cũng đang có lực hồi phục trở lại, nhưng phái sinh có cái hơn cơ sở ở chỗ là nó xóa được cái đà giảm của ngày 26/4. Từ ngày 26/4 ở đâu đó nước ngoài bây giờ đang bán dòng đâu đó rơi vào tầm hơn 3.000 đồng theo thống kê của em. Nước ngoài tiếp tục đang bán dòng 3.000 đồng. Thì ở khung thời gian ngày thì em sẽ bật thêm một số chỉ báo nữa để anh chị. Thì phái sinh thì nó thường nó sẽ theo tâm lý, sẽ dùng tâm lý và phân tích kỹ thuật để mình chết đinh. Và phái sinh thì nó có một cái là nó sẽ đi trước cơ sở. Và thường thì cơ sở sẽ đi theo phái sinh, nhưng ít khi mà phái sinh đi theo cơ sở lắm. Thường là vậy. Nó sẽ là dự báo trước. Thì phái sinh đang có xu hướng quay lại về cái vùng đỉnh này và xóa được cây giảm của ngày 26/4 rồi. Nên dư địa tăng của phái sinh nó vẫn là còn, có thể tiến đến mức cao hơn vùng 1.000, đỉnh cũ lộ 1.320 đối với nến ngày chạc ngày, đó là chạc 1 giờ. Nói chung là chen lo, ví dụ từ vùng này thì vẫn giữ được. Đây đang là vùng sideways của thị trường. Thì anh chị nào phái sinh thì hỗ trợ hiện tại đang là vùng này, ở trong 1 giờ là vùng đỉnh cũ này, vùng 1.295, trên trong 1 giờ là vùng 293, quanh 1.000, còn kháng cự là vùng đỉnh cũ 1.325 đối với trong 1 giờ. Thường thì chết đinh thì trong phiên thì anh chị sẽ dùng các khung giờ ngắn hơn là chạc 5 phút và chạc 15 phút. Nói chung là thị trường các chạc ít này thì khung thời gian thấp hơn này thì vẫn đang duy trì xu thế lo và hồi phục. Quay lại cái vùng đỉnh cũ này. Thì kịch bản của ngày mai thì có thể là phái sinh sẽ bị ảnh hưởng của cái tin Covid, thì sẽ có thể điều chỉnh quay lại test lại các vùng hỗ trợ 1.290, 1.295 quanh vùng đấy. Thì anh chị nào chơi đi phái sinh có thể canh vùng đấy, mình bắt đầu mở vị thế lo. Nếu mà không thủng, khi nó test lại vùng đấy mà không thủng, có lực cầu trở lại, hồi phục trở lại thì mình bắt đầu canh mở vị thế lo. Target là vùng đỉnh cũ 1.326.
và khi mà nó lên lại vùng này, anh chị có thể canh sọt lại. Tại vì thường những cái vùng đỉnh này ít nhất cổ bất kỳ hầu như kể cả thì thường sẽ phải test ít nhất 3 lần thì mới vượt hẳn là dứt khoát được. Có thể là sẽ tạo những cú vượt giả nhé, ví dụ như ở những tràn 5 phút này vượt lên hẳn 1.300, đang là 30 không, có thể lên 35 trong đầu nó tạo đến cụt đầu, nên là anh chị rất lưu ý những cái vùng này, những cái vùng kháng cự ấy có thể hỗ trợ vùng 1.290, cũng có thể là sẽ đạp thủng thủng trong xong bắt đầu nó sẽ rút chân trở lại, thì anh chị nên mở vị thế khi mà đến đoạn đấy. Nếu nó bắt đầu được giảm nên đợi đến khi nó kết thúc nến, ít nhất là nến 5 phút xem nó thủng lên. Nếu nến 5 phút đục thủng rồi thì mình không tham gia vị thế long nữa, còn nó rút chân lên thì bắt đầu thăm dò dần. Và stop loss là cái giá thấp nhất, khi thủng thủng lại thì mình sẽ đóng. Thế anh chị nào quan tâm phái sinh và muốn giao dịch phái sinh, tìm hiểu phái sinh thì có thể các bạn Zalo trực tiếp với em, thì em add vào Zoom, gọi là Zoom Public, thì sẽ có lệnh hàng ngày và tư vấn hàng ngày cho anh chị để anh chị có thể trading được hiệu quả hơn. Tiếp theo bây giờ thì sẽ đến phần quan trọng nhất của video này, đó là các cổ phiếu mà anh chị có thể quan tâm trong phiên giao dịch ngày mai. Đầu tiên thì em sẽ nói đến cổ phiếu dòng banh nhé. Banh thì có mời banh đây, mời banh cổ phiếu banh nữa đó là ACB. Và Techcombank. Techcombank phải vượt lại đỉnh. Techcombank thì là cổ phiếu thêm mà thôi. Và là chủ yếu là MB với lại ACB. Còn Techcombank nếu vượt đỉnh thì chỉ về bắt đầu quan tâm trở lại, mình tham gia được. Dòng chứng khoán thì có một cổ phiếu đó là VND. Anh chị có thể quan tâm vào tuần tới và phiên ngày mai. Tiếp theo trong nhóm trụ thì có FPT, một cổ phiếu đang giữ sức mạnh tốt, anh chỉ có thể canh tham gia được vào ngày mai khi mà bắt đầu có mức giá chiết khấu, quay lại được ít nhất đường EMA 50 hoặc đây 78 là mình bắt đầu có thể giải ngân dần được đấy. Thì có 5 cổ phiếu, 4 cổ phiếu em điểm vào ACB, Techcombank thêm rồi, nói cho nó 4 cổ phiếu: ACB, MBank, FPT và VND. Anh chị có thể canh theo dõi vào ngày mai. Thì anh chị nào còn quan tâm đến cổ phiếu nào hay là muốn tìm hiểu phái sinh thì có thể comment bên dưới, em cùng các cộng sự của em sẽ, nếu chưa trả lời kịp thì sẽ dép comment của anh chị. Anh chị có comment đi ạ. Nếu em không trả lời kịp thì em sẽ trả lời vào comment của anh chị nhé. Thế anh chị nào nếu hiện tại mới đến với kênh của em lần đầu tiên, hoặc là anh chị nào xem mà thấy kênh hiệu quả thì có thể chia sẻ rộng rãi hơn để có thể tiếp cận được nhiều nhiều người, giúp đỡ nhiều anh chị nhà đầu tư hơn. Còn anh chị nào mới thì có thể cho em xin một like, một subscribe để em có thêm động lực để ra nhiều video hữu ích hơn gửi đến anh chị. Và tìm các cổ phiếu chất lượng hơn để tư vấn cho anh chị trong thời gian sắp tới. Thì em xin phép dừng video ở đây. Tạm biệt anh chị, hẹn anh chị vào các video lần sau.